42 Hòa Thượng Giảng Tháng Giêng năm 1983 Đạo Phật xem kinh thủ lang nghiêm như một cái kính chiếu yêu Tất cả loài thiên ma ngoại đạo lị mị vọng lượng đều phải hiện nguyên hình khi nghe kinh thủ Lăng Nghiêm chúng nó không còn nơi nào để ẩn náu hay trốn thoát cả nên trước đây khi trí giả đại sư nghe đến kinh này liền hướng về Ấn Độ lễ bái suốt mười tám năm ngài đem hết sự thành tâm khẩn thiết cầu nguyện cho kinh thủ Lăng Nghiêm sớm được chuyển đến Trung Hoa tất cả các vị đại đức cao tăng trong quá khứ cùng tất cả các vị cao tăng có trí tuệ không một vị nào là không tán thán kinh thủ lăng nghiêm thế nên miễn là kinh thủ lăng nghiêm còn lưu hành thì phật pháp còn hiện hữu nếu kinh lăng nghiêm bị hủy hoại thì phật pháp cũng đến thời hoại diệt như thế nào gọi là thời mạt pháp đó là lúc kinh thủ lăng nghiêm bị hủy diệt trước tiên ai phá hủy thiên ma và ngoại đạo sẽ phá hủy kinh này họ thấy kinh thủ lăng nghiêm giống như cái đinh trong mắt họ như cái gai trong da thịt họ họ ngồi đứng không yên được họ bị bắt buộc phải đưa ra một là thuyết cho rằng kinh thủ lăng nghiêm là ngụy tạo là phật tử chúng ta nên nhận thức chân lý này ngay mọi lời trong kinh thủ lăng nghiêm đều tuyệt đối chân xác chẳng có lời nào mà không hiển bày chân nghĩa Thế nên nay chúng ta đang học về 50 hiện tượng ấm ma, chúng ta càng phải nhận thức tầm quan trọng của kinh thủ lăng nghiêm đến đâu. Kinh thủ lăng nghiêm là kinh mà ma quỷ sợ nhất. Hòa Thượng Hư Vân đã sống qua 120 tuổi trong suốt cuộc đời. Ngài không chú giải một bộ kinh nào ngoài bộ kinh thủ lăng nghiêm. Ngài rất cẩn thận giữ gìn bản chú giải kinh thủ lăng nghiêm. Ngài giữ gìn nó đã được vài chục năm nhưng sau biến cố ở chùa Vân Môn thì bị cháy mất. Đây là điều đáng tiếc nhất trong đời Ngài. Ngài chủ trương rằng đã là người xuất gia, chúng ta phải nên nghiên cứu kinh thủ lăng nghiêm đến mức độ có thể tụng thuộc lòng kinh này từ đầu đến cuối, rồi tụng ngược lại. Đó là chủ trương của Hư Vân Lão Hòa Thượng. Tôi cho rằng suốt cuộc đời, Ngài xem kinh thủ lăng nghiêm là đặc biệt quan trọng nhất khi hư vân lão hòa thượng được biết người ta gán cho kinh thủ lăng nghiêm là ngụy tạm ngài giải thích rằng thời mạt pháp sẽ đến khi người ta lộng giả thành chân lấy mắt cá cho là hạt châu họ tung hỏa mù khiến cho mọi người không phân biệt được đâu là phật pháp họ đem cái giả cho là cái chân lấy cái chân cho là giả hãy xem xét kỹ những người này người này viết một cuốn sách rồi mọi người đều đọc cuốn sách ấy rồi người kia viết cuốn sách khác mọi người cũng được cuốn ấy còn cuốn kinh chân thật do đức phật giảng nói thì họ để trong ngăn kệ nơi mà chẳng có người nào đọc từ đó chúng ta có thể thấy được rằng nghiệp chướng của chúng ta rất sâu nặng. Nếu chúng sanh nghe đến tả chi tà kiến thì liền tin ngay. Còn nếu quý vị giảng nói tránh pháp, căn cứ trên tránh chi, tránh kiến thì họ chẳng chịu nghe. Quý vị có chịu khó nói lại lần nữa họ vẫn không muốn tin. Tại sao vậy? Vì họ không có đủ thiện căn. Đó là lý do họ nghi ngờ tránh pháp. Họ mang đầy lòng hồ nghi và tâm bất tín.